Rồi. Hello mọi người, hôm nay Soka chỉ mọi người cắt thùng cho mọi người. Ở đây là cổ thùng của thằng em đó đặt. Cổ thùng là cổ thùng full 10 16 240. Cơ bản nó dễ cắt hơn. Đưa vô là đẩy thôi. Chắc này cẩn thận nha mọi người, vô tay nha mọi người. Dao này nó bén vô tay thì xác định nha mọi người. Đấy. Cái này là cổ full nó hơi căng một chút. Đưa vô dính luôn. Khổ phun nha mọi người. Thằng em nó đặt mua nè. Giờ Soka cũng bán mét luôn mọi người. Mỗi 1 mét thì là Soka tặng 10 da. 10 da 130k Soka bao ship nha. Bao cắt bao ship. Đây tặng cho 10 da thế này. Hôm nay quảng cáo sản phẩm cho mọi người luôn. Tại vì hổm gầy Soka cũng có đặt mấy cái bản về cắt mét nè. 1 mét thì tặng 10 da. Đấy. Tặng 10 da cho anh em. Nè Soka cũng có đặt bản nè. Bản thương hiệu của mình luôn. Đấy. Hồi tối anh em cũng không cảm cái này. Chưa lọc hết nữa. À. Nè, cắt bản mét cũng đỡ lắm mọi người. Bản mét thì dư thời gian ra. Đi thời gian ra rồi đi làm clip nó thoải mái hơn. Đấy, anh em thấy đấy nè, giờ sắp lại xé thôi, sắp lại lấy thun cột và vô bịch đóng gói cho anh em. Hôm nay mấy anh em cũng hay mua mét, chắc anh em giờ biết cột hết rồi, giờ bán thun cột nó không còn nhiều như trước. Đấy. Nay quay clip video này là chủ yếu là khoe với anh em mà. À, chính thức bán mét nha anh em. Đấy, thế nào thấy không? Ship lại. Ship vào cho gọn gàng rồi anh em. Này khổ. Khổ 16-10 này cắt full hơi nhiều. Mấy kia thì 1 mét đó 18 bộ vậy đó, còn con này tới hai mấy bộ lần. Đấy. Sắp lại cho anh em nó gọn gàng. Đó, thấy không? Người bên Soka cũng có bán ná mọi người. Bán ná tàu vài bữa bán vài cây nữa hết rồi mọi người. Chắc mai mốt không bán ná tàu nữa mà bán ná CNC về bán ná thương hiệu của mình rồi. Ông dài ông đi săn mọi người, bận công chuyện người ở nhà, ông đi săn, mày rảnh rảnh đi săn được, đi săn làm clip cho mọi người coi. Hôm nay quay video này là, giờ anh em thấy là Soka có bán mét rồi nha, anh em có mua thì ủng hộ Soka, 1 mét gì là 130k nha, tặng cho 10 da bao ship. Đó. Cho anh em trải nghiệm. Con này là khổ Soka hay bắn nè. 16-10, 240, 065. Con này thì bao rồi. Bao giết tôi hú luôn nghe anh em. Đấy, phải sắp gì nè. Nó mới chịu nghe. Sắp gì nè. Mọi người mua mới chịu nè. Cắt cho anh em gần xa nè. Đấy.
Màu đẹp. Màu đẹp mọi người. Đây. 1 mét. Đấy ra sạc đó là sạc đa ghi vô đây nè. Ra gói hàng luôn. Hàng mình mới gửi cho anh em được. Đây, ví dụ như hàng này, cục này là đóng cho ông anh ở ngoài Cao Bằng. Ngày bán thì cũng được. Em là không ủng hộ nhiệt tình. Đây. 1 mét thùng. Rồi, rối. Vậy anh em cũng bung ra cho 10 da vô đây. 2 6 8 đó, thấy không? 10 da. Cho thêm da nữa. Đây. Ta cho thêm mấy dây cột nữa này. Tại vì Soka chưa nhập dây cột nên lấy dây cột của mình cho nó mới dây cột vô. Rồi, siêu ngã điện thoại. Cho anh em tự cột. Mấy dây cột vô. Rồi, vậy là lên hàng là báo ship thôi. Rồi vậy. Đóng rồi. Chất lượng nha mọi người. Vậy là gửi thôi đó. Rồi, anh em có mua thì ủng hộ Soka nha. Rồi, giờ tạm biệt anh em.